Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn các một cái trường hợp rất là đặc biệt, một cái trường hợp mà anh chị rất dễ phải mắc phải, cũng như là một cái trong những trường hợp mà trong quá trình đi tư vấn mà tôi hay bắt gặp, mà chúng ta hay thường là sẽ phạm phải, đó là cái việc mà đặt cái bếp. Thì nói về cái bếp thì nó rất là nhiều vấn đề. Trước hết chúng ta nói cái vai trò cái bếp, nó là nơi để quản tài lộc, nó là nơi để quản sức khỏe, nó là nơi mà thể hiện cái gia đạo, là thì nó ái ố vui buồn, giao lưu hay là tất cả mọi thứ gì trong nhà anh chị đều đa phần là cũng thể hiện ở cái bếp nhiều. Một người phụ nữ nấu ăn dùng ngon đến đâu, nhưng mà khi mà nấu mà không dồn cái tình cảm vào đó thì món ăn nó cũng trở nên là không ngon. Cho nên là vui buồn thì nó ái ố dục của bản thân cái người nấu hay những người trong nhà thì nó liên quan rất nhiều đến cái bếp. Thì cho rất là nhiều những cái chủ đề chia sẻ về vấn đề này rồi, thì trong ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái chủ đề về cái việc mà đặt cái bếp nó ở giữa phòng bếp. Thực ra tôi dùng cái từ là đặt cái bếp ở giữa phòng bếp, hay còn gọi là đặt cái bếp ở chung cung ấy, thì dùng cái từ đấy nó chính xác hay không thì tôi cũng không mô tả cái cụm từ này, nhưng mà để tôi mô tả ở trường hợp như sau. Tức là gian bếp chúng ta xác định nó là một cái phòng lên và gồm có 4 bức tường, thì thay vì anh chị để bếp của anh chị tựa vào cái bức tường thì chị để luôn ở giữa nhà. Thực ra thì đấy là cái việc mà thiết kế một cái phong cách bếp nó hiện đại mà đa phần là sử dụng ở bên châu Âu hoặc là các nước mà người ta sử dụng đồ lạnh nhiều, thì người ta sử dụng cái bếp đặt ở giữa nhà, thì về cơ bản thì nó không có vấn đề gì cả vì cái xứ đấy đa phần là xứ lạnh. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà đặt bếp của khu vực Á Đông của chúng ta mà anh chị đặt cái bếp mà vào giữa nhà thì về cơ bản thì nó cũng có mấy cái điều như sau. Cái điều thứ nhất là bản thân là xét về mặt phong thủy. Trước hết chúng ta xét về mặt phong thủy trước, thì bản thân khi chúng ta đặt cái bếp ở giữa thì nó rơi vào cách cục người ta gọi là bị lộng phong. Tức là bản thân cái bếp nó không có việc tựa vào vững chắc. Có chăng anh chị có thể làm đằng sau có thể là một cái bục hay một cái gờ hay là một cái đoạn cao lên khoảng tầm 30-40 phân, anh chị bảo là đấy là điểm tựa cho cái bếp rồi, thì cũng giống như cái tường nhà tựa vào như thế có sao đâu, nhưng mà xung quanh tứ bề của nó là đều bị có gió và không có điểm che chắn. Đạo Đức Kinh bảo rằng là chúng ta muốn sử dụng cái vật gì đó, ví dụ cái bát mà quét rỗng ở bên trong thì thành cái bát, cái hộp quét rỗng bên trong thì thành cái hộp, ở trong đấy nó chứa khí. Thì bản thân là cái bếp của anh chị vào đặt chơi vơi ở giữa phòng như vậy thì nó rơi vào hiện tượng đầu tiên trong phong thủy, người ta gọi là bị lộng phong. Tức là lộng phong tức là lộng ở đây tức là gió từ bốn phía, thì khi mà gió bốn phía thì giống như không khác gì một quả núi chọc hay một quả đồi chọc hay là một cái ngọn đèn giữa cánh đồng cả. Thì lúc thì gió bên đông, lúc thì gió bên tây, lúc thì gió bên nam, lúc thì gió bên bắc, thì hiện tượng đấy người ta gọi là lộng phong. Hiện tượng này nó cũng giống như trong cái việc mà chúng ta đặt để mộ phần âm trạch cũng vậy. Tức là khi cái ngôi mộ mà anh chị mà đặt ở trên đỉnh núi mà không phải táng vào đất hành kỵ hoặc là sống long có núi non trầu phục xung quanh, thì về cơ bản là nó bị hiện tượng là lộng phong, tức là gió thổi tạt làm cho khí không thể tụ được tại nơi đó, và khi mà không tụ khí thì nó sẽ không tụ tài. Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ hay là khi mà chúng ta làm những cái ngôi âm trạch, chỗ đấy giống như là một cái vết xước thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó, nó tổn thương. Chúng ta có một cái biện pháp mình gọi là bồi hoàn để mà bồi lại, để mà hoàn lại cái long mạch này. Bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó. Tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là bản thân là cái khu bếp của anh chị mà đặt vào chỗ giữa thì nó rơi hiện tượng đầu tiên là bị lộng phong. Anh chị bảo là thế bây giờ tôi che chắn cả bốn phía thì ba phía thì để một phía nấu thôi được không? Thì về cơ bản thì nếu như cái bếp đặt giữa nhà mà che chắn cả ba bốn phía như vậy thì nó không ổn, thì đã là không ổn rồi. Nhưng ở phương Tây á thì người ta thông thường là người ta ở phương Tây thông thường khi mà người ta làm cái bếp như vậy, tức là ở phương Tây khi người ta làm cái bếp như vậy bởi vì là người ta là không có sử dụng cái việc nấu chiên xào rán nhiều thì người ta để ở vị trí đó. Cái việc thứ hai là cái việc mà bếp đặt ở giữa chung cung như vậy thì đồng nghĩa với cả việc là nếu như mà thông thường chúng ta hay sử dụng cái máy hút mùi treo, thì cái tượng ở giữa phòng mà có một cái máy hút mùi động treo mà hút cái thứ bẩn mùi lên như vậy thì nó cũng làm cái tượng rất xấu cho phong thủy. Tuy nhiên bây giờ hiện tại thì bây giờ thì nó có cái máy hút mùi mà chúng ta để cái bếp đấy thì nó ấn nút cái đấy, nó chạy lên một cái bề mặt như thế này, và cái bếp mình đặt như thế này chẳng hạn, thì bấm một cái nút nó hút ở 90 độ đấy, thì trông cũng đẹp đấy, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng không phải là cái cách tốt, vì cơ bản quan trọng nhất là
trong phong thủy gọi bình động phong, không tàng phong cũng khí, không vũ tài. Công năng sử dụng chẳng hạn, do là thói quen của người Á Đông, anh chị sử dụng các cái bếp đó thì chúng ta hay chiên, xào, nấu, rồi các món canh, rồi các đồ rán chẳng hạn, thì làm cho là mỡ, rồi dầu, rồi thực phẩm nó bay bắn ra xung quanh nhà. Thì về cơ bản thì cái việc bay bắn ra thì nó cũng làm hiện tượng phải mất vệ sinh, và thường xuyên anh chị phải lau chùi, thì nó cũng gây ra cái bất tiện trong quá trình sử dụng của anh chị. Bởi vậy cho nên ra là cái khuyến cáo cho cái việc mà sử dụng bếp thì chúng ta nên là để ở chạm vào cái, tức là ở một trong những cái thành tường, tức là nó có thể tựa vào tường hoặc nó có thể tựa vào góc nếu chị muốn đặt bếp chéo 45 độ. Còn nếu như chị đặt cái bếp rơi vào đoạn trung trung thì về cơ bản là bạn bất đắc dĩ, hoặc là theo tôi thì không nên. Mà nếu chị thích làm cái phong cách Tây hiện đại một chút thì chúng ta có thể làm thành cái đảo bếp, hoặc là gọi là cái bàn soạn. Thì nơi đó thì anh chị có thể buổi sáng anh chị không thích ngồi bàn ăn, anh chị thích có cái cảm giác nấu nướng cùng nhau hay ăn uống, thì anh chị có thể ở làm ở cái bàn soạn và thực hiện cái việc ăn uống để hoa quả trên đấy, thì nó không có vấn đề gì cả. Còn nếu như mà chúng ta đặt cái bếp ngay ở vị trí đảo bếp thì nó mờ là cái bếp chính, thì nó lại là hoàng hiện tượng, như thế thì nó hoàn toàn không tốt. Thì cho miền Nam thì tôi cũng có tư vấn và sắp đặt rất là nhiều những cái không gian mà anh chị sử dụng hai bếp. Thế giống như chị hỏi là trong nhà có hai bếp có sao không á, thì bằng cái việc sắp đặt người ta sẽ chia thành hai bếp là bếp chính và bếp phụ. Thì một cái bếp chính thì là cái bếp mà người ta sẽ để ở trong cái phòng nó tương đối kín, và nó sẽ có tường, rồi có điểm tựa tọa, rồi không mùi, rồi hút gió. Trong đấy người ta sẽ nấu những đồ mặn hoặc là những cái đồ chiên xào nấu, chiên xào. Còn cái bếp ở bên ngoài người ta gọi là, tôi gọi cái bếp kia là bếp ướt. Còn một cái bếp gọi là bếp khô. Bếp khô thì thông thường người ta chỉ làm súp hoặc là làm những cái món gì mà không có mùi, hoặc là để hâm nóng thức ăn, hoặc là để làm những cái món để hâm lại. Người ta đặt cái bếp phụ ở bên ngoài trên cái vị trí của đảo bếp, hoặc là khi chị tổ chức tiệc và làm gì đó mà chúng ta cần nhiệt ngay lập tức thì chúng ta sử dụng cái bếp ngoài đấy. Thì tôi thấy thì với cái thiết kế như thế thì cũng có thể phù hợp. Tuy nhiên nếu như mà ở cái bếp của chị mà sử dụng đảo bếp làm cái bếp chính ở trong nhà, hoặc đặt ở giữa trung cung, tức là tôi gọi là ở trung cung, tức là nằm ở giữa phòng mà không có điểm tựa tọa, thì nó gây ra hiện tượng tôi gọi là bị động phong. Thì hiện tượng như thế thì nó đều không có đảm bảo được cái tụ khí và không sinh tài, và nó sẽ không làm cho cái tài lộc nó trở nên tốt được. Và chúng ta nên để, xưa nay các cụ chúng ta thì trừ khi nhà có tiệc có cô thì chúng ta mới bày cái bếp ra giữa sân để hộp bánh trưng để gió thổi bốn phía. Thì về cơ bản lúc đấy là thiết đãi, cho nên là cần phải xả tài. Nhưng mà đối với cái bếp mà nấu thì nó thông thường là nó phải có một cái điểm tựa tọa vững chắc và tàng phong cung khí, tức là tàng khí tàng hỏa, để cho cái nhà ấm cũng như là để cho cái gia đạo nó thịnh vượng. Chúc anh chị trong cái việc mà thiết kế có thể mà ứng dụng được các cái mẫu thiết kế, các cái phần tư duy thiết kế của quốc tế, của nước ngoài vào trong cái nhà của mình, làm sao cho hài hòa và được đẹp đẽ. Và chúng ta cũng không phải là quá chấp hay là quá vì một cái thiết kế mà chúng ta làm thay đổi đi những hướng, vì phong thủy nó liên quan đến truyền thống, liên quan đến văn hóa, liên quan đến quá trình nghiên cứu, liên quan đến rất nhiều những cái yếu tố khác, để mà tùy vào những vùng miền, những địa phương khác nhau mà chúng ta sử dụng những thiết kế, cái bố cục phong thủy khác nhau, để con người cư trú trong đó nó được thịnh vượng, được thoải mái, và nó tăng sinh cái tài lộc và tăng sinh cái gia đạo trong gia đình. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các video của Phong Thủy Tám Nguyên. Xin cảm ơn.